đó, các bạn có nhu cầu về làm sắt thép rồi đó thì đến tìm kiếm nha, để mình đi vòng cho đại gia đình xem thôi, công nhân ở đây họ làm gì ha. Chú mọi người thì đủ các loại sắt thép hết. Xin chào mọi người. Đây là công ty cái máy này đang bẻ tay dê. Bẻ sắt tay dê để cột lại để làm xây nhà. Cái này chạy theo yêu cầu đặt hàng. Hôm nay chủ nhật làm tăng ca. Cái này là xếp hộp. Đó. Nay là công nhân nghỉ hết, là làm lưới B40, máy đang lưới B40. Đang lưới B40. Đây máy đang lưới kiểm gai. Sắt thép xây dựng. Đó ra mấy cuộn lưới về đây. Đây là sắt cuộn của Vinagiway. Này bỏ sỉ cho tất cả mấy cái vật liệu xây dựng á. Đây có công nhân nghỉ hết anh. Dễ đặt đâu mười mấy ngàn cái đai để cho nó chạy tí xíu rồi xong rồi. Xong cho nghỉ. Hôm nay chủ nhật. Cái này là sắt gì đây? Này sắt cây anh. Sắt cây phi 16, 18, 20, 22 là để xây dựng nhà cửa đó. Đổ móng, đổ sàn. Cái sắt này nó thẳng là nó là 11m7 dài á, để đi container chở về. Đó, cái khúc này khúc đó là 11m7. Sắt cái này. Cũng cái này là Vinagiway, còn bên này là thép Hòa Phát. Thép miền Nam. Đây là thép V. Này là thép V. Bên này là V đó. Mấy cái kia này, sắt cây này bẻ lại, bẻ làm đôi lại rồi. Sáng nay chú một giờ dẫn đi đâu đây? Sáng nay dẫn anh qua bên La Ghi, bên Tân Thắng á, đi vô thăm một cái farm trang trại để lấy đồ nó bên đó. Cái này chạy heo. Rồi đi qua đi ăn sáng rồi đi chơi cho vui luôn. Dẫn anh Năm đi chơi luôn. Đây anh em mình đi. Đó là sắt cuộn á. Má trời sắt luôn. Cuộn sắt Nhật. Nhật thì cái bành của nó là 700kg. Còn cái này là 2 tấn cuộn nè. Cuộn này nè. Đó cuộn lớn 2 tấn. Bán cũng lâu rồi, bán đây là được 15 năm rồi đó. Yên. Đủ. Giờ mình đi hết Năm. Dạ. Đây, anh em mình đi ha. Ghép vừa lại đi anh. Đi ăn phở nha. Đó. Đây có thơ Hoàng
Duyên, chào đi thưa. Chào cả nhà nha. Giờ sáng này đi ra chút xíu nữa ra biển La Ghi. À. Mình đi ra chỗ đó hình như cũng gần cái biển đó mà. Đúng rồi, gần cái biển luôn. Cái chỗ mà anh mua đồ hả? Ừ, ra mua đồ xuống cảng mua luôn à. Cảng. Cảng mà sao canh nó kéo cá vô cái lúc đó mới ngon ha. Ra đó đẹp lắm. Rồi đem tặng cho à, rồi xin mời mọi người ăn sáng nha. Đây là phở Việt. À, quán này phở Việt nổi tiếng ở Suối Cát này. Bên quận 7 là đây, đi quận 7 chắc nhanh hơn đi Gò Vấp đi qua. Đúng rồi. Đi cao tốc nhanh. Anh ra từ ở nhà của nó, cháu Ngọc mà qua quận 7 đi xuống 1 tiếng mấy. Đúng rồi. Đây đi là cao tốc mình tới liền. Ngồi xe có bé đeo đây nè, Hoàng là cháu rể đó các bạn. À, là Duyên với là Chiến với là Thơ, mấy anh em đi lâu lắm rồi, Bình Thuận mới đi lại cái con đường này đây. Đi La Ghi hả? La Ghi à, thị trấn La Ghi. Bây giờ lên thành phố chúng ta. À, thị xã. Thị xã. Thị xã La Ghi. À, thị xã La Ghi. Đây, tới cao tốc đây. Tới cao tốc hả? Cao tốc mới làm này các bạn. Anh thiết dầu dây. À. Xuân Lộc mình được hai đường xuống luôn á, xuống ở trên căn cứ hai cái Xuân Đà cái nó với lại đây cái. À. Ngày xưa mà nếu không có cao tốc thì từ nhà mình đi Bình Thủy bao xa? 2 tiếng rưỡi. Sướng ghê. Cho đi tầm 2. Ờ dạ. Tầm 2 số người. Đó, đây là tới thị xã La Ghi rồi đó. À, cái này là vòng xoay của thị xã La Ghi. À, giờ thấy lớn ghê không? Không ở đây giờ khách du lịch nhiều. Đó, bản thị xã La Ghi á. À, thị xã La Ghi. Ừ. Đó. Giờ là chạy thẳng vô trong Tân Thắng. Này cái gì đó ta? Tòa án. Tòa án của La Ghi. Thành đó, mấy cái chùa đẹp ghê không? Nhà mấy cái gần chùa, mấy cái chùa chật chội là lo cúng luôn đi rồi đi ra làm cái chòi ở. Sau này lấy phước đức cho con cái. Chùa mà chật chội thì cứ cúng luôn. Mẹ nè, gần nhà chùa này chắc vui lắm à. À, gần nhà chùa vui anh sợ cúng không á. Phương mình lắp phòng đó sờ đó, đi chùa mình cũng cái nhà. Phương cúng vô chùa cúng luôn. Xong mình lên xe cẩu ở luôn. Cả nhà hôm nay mình Huỳnh đang đứng ở đây đó, là đứng ở trong cái trang trại nè, mà trang trại này gọi là trang trại heo. Mấy anh chủ trang trại với nhau thì mới vô hợp tác mà mang gì đó mình không biết. Đi với chú Mười đó, chú Mười dẫn mình đi để mình. Trưa nắng dễ xa luôn, vô là sẽ nóng á. Thế Bình Hoàng đi vòng để cả nhà xem nha. Chú Chiến là trang trại này hình như là cũ rồi đó, chú Chiến vô đây là chú Chiến mua hết lại mấy cái này nè. Để về sử dụng cho cái trang trại gà của chú Chiến.
Cái này là mình mua hả Duyên? À. Mua của anh này anh không có xài tới á. À. Cho nên anh chia lại cho mình xài. Ờ. Okay. Mình mua xong cái mình mướn người mình gỡ về hả? Dạ đúng rồi anh. À. Có cái xe cậu á, xe cậu chuyên cậu cái này nè, người ta qua người ta cậu về cho mình. Thì cái này thì có gì xe nó tới thì em gỡ hết ra cho. Gỡ hết đi anh, cái đường dây ống xích này là em phải quấn lại giùm anh. Trong này nó có cộng dây xích nè. Nha, có cộng lò xo anh. Có cái lò xo. Nó tròn lại gì vậy đó? Cuốn tròn lại cái giùm anh, cuốn tròn lại cái lò xo lại. Thả khi mình gỡ ra hả? Ví dụ ống số 1 là anh đi số 1 thì lấy cái viết lông thì bắn ống số 1, ống số 2, số 3, số 4 ha. Ừ. Cứ đóng thành bằng bằng dấu là dấu về trong cái cánh rồi. Đúng rồi. Anh dấu phụ kiện của nó luôn. Cái hộp điện số 1 anh ghi số 1, số 2, số 3. Rồi. Tủ điện trong đó rồi rồi cái bàn cân trong đó là số này là số 7 luôn. Cầm nó luôn luôn đây. Rồi tí chiều kêu mua cái viết lông rồi đảm hết lại. Rồi. Em trước hết em gửi cho anh 4 cái. Ừ. 1 2 3 4 nha. Rồi xe cẩu nó về là xe cẩu thì ba em có số xe cẩu rồi. Em gửi nó số cho anh rồi đó. Gửi nó số xe cẩu. Em chụp xe Zalo em gửi hình Zalo cho xe cẩu đi. À, cái xe Zalo này nè. À. Đó. Không, cái xe cẩu này được chứ có cậu một cái thì người ta biết rồi anh. Người ta biết không, rồi nhưng mà cái xe cẩu của cái thằng Sino bên đây á, thì em không có số. À. À, còn cái xe cẩu kia là bữa cẩu cho nhà. Thì là em gửi số qua cho anh. Đó, tại vì em cũng chưa, bữa đó em không có ở nhà nên em không có biết cái xe cậu nó xa, nên em gửi cái số của xe cậu bên kia, bên mà em quen á. Còn cái ông bên đây á, thì tại bố làm việc thì có gì nếu mà anh muốn cái ông bên kia thì anh alo tại với lại cái bố ông nào cũng được. Ông kêu lấy một cái rồi thì ông sẽ lấy được mấy những cái này, cho nên cái ông nào mà làm rồi á là mình cho ông làm cho ông dễ. Cho nó dễ đúng không? Đúng rồi, là cái ông mới lấy cái á. Để có gì em biết cái đường rồi. Đúng rồi, ông đã biết rồi, ông đã biết cách cái phương thức lấy cái thứ hai sao rồi. Ngay cái khu này là khu của Nova World. À, bây giờ làm lên anh thấy dữ dần không? Quá dữ không? Đó, tất cả nhà này kia nọ giờ đang kêu gọi để mua đó. Mua bán ở như giờ khách dân cũng đâu có tiền. Kinh tế không? Kinh tế xuống quá. À, đó, nó hồ tràm. À. Ngoài Phan Thiết cũng y vậy nè anh Năm nè. Nhưng mà ngoài Phan Thiết người ta hình thành rồi. À. Còn cái này đang xây dựng. Wow. Đẹp ghê không? Lớn ghê không? Này tập đoàn lớn mà. À. Năm thấy mấy cái nhà trong xây xong là công trình đang ngưng á. Còn cái ngoài này thì đã hoàn thiện. À. Khách mua cũng nhiều lắm. Mấy cái này là có chủ hết rồi đó. Có chưa? Có chủ hết rồi. Mua ra để ở chơi thì làm. À, mua ở chơi. À. Giá nó cũng mềm. Nhưng mà mua trả từ từ á. Trả góp đó. À, trả góp nó làm theo tiến độ. À. Ừ. Cái này anh biết giống ở đâu không? Giống Phú Quốc anh Năm nè. Đúng rồi, thấy có mô hình đó đấy. Đúng rồi. Ừ. Wow, giờ Việt Nam mình cũng nhận mới nói nó đầu tư hả? Mà mua gì để ở chơi hay làm gì ta? Mua ở chơi, đi ra biển rồi chơi. Đúng đây rồi. Nè, đi bộ xuống tới biển. Chiều tắm biển xong lên. À. Lên ngủ giấc xong mai chạy về lại. Đó là đúng tiền vậy đó. À, đúng tiền vậy đó, cho người giữ, người ở. Vậy chứ Tết cũng đông lắm anh Năm. À, mình cho thuê được mà. Ừ. Đó, mấy khu trong đó là bây giờ là đang ngưng, công trình đang ngưng á. Ngưng. Hết tiền là ngưng. Hết tiền là đúng rồi. Phía trong đó là khu trò chơi này của Nam, khu biển. Đó, xe hơi người ta đi quá trời, anh Năm thấy không? Không, chạy chơi thử vòng đó, mình chạy nó. Này có con nít vô chơi được. À. Đó. Wow, xây nguyên khu villa này luôn. Dữ dàng không? Quá đẹp ha. Có biết bao nhiêu tiền của xuống đây. Biết. Nhưng mà cái khu này thì lấy được rồi, khu này giờ chắc có kinh doanh là lấy được. Đang thu đó. Đang thu này. Khu này nó hình thành 2 năm rồi. Năm ngoái năm kia là tụi con đã đi chơi rồi. À. Đó là vô chủ yếu bơi. Alo ha, không. Sàn mới xây luôn à. Đó là khu vực này của hồ tràm rồi đấy. Này có ghẹ, tôm tẻ, khúc thương, sò lụa hai cồi, sò dương, sò huyết. Sò lụa, sò dương, sò huyết hả? Dạ.
chờ vợ chờ chú đó tí xíu. À. Cảm ơn người ta. Đó. Cho cái này luôn. À, anh kêu một cái nghêu cái gì bên này, cái cá đục nướng ngon, rồi bạch tuộc phải không em? Dạ bạch tuộc nướng. Bạch tuộc nhúng mẻ, rồi có ghẹ đó, em ăn ghẹ không? Ghẹ làm gì, ghẹ nấu lẩu không? Dạ ghẹ hấp nấu lẩu và cháy tỏi, xào me. Nấu lẩu đi ha. Ghẹ hấp nấu lẩu đi. Nấu lẩu ha. Ừ, ghẹ nấu lẩu đi. Lẩu ghẹ. Lẩu ghẹ. Dạng là nấu theo kiểu lẩu bầu hay là lẩu chua? Lẩu chua. Lẩu chua. Nghêu hấp đi ha. Rồi cái nghêu hấp nữa. Vậy cái con gì sao? Nướng nướng á, con à, có hôm nay có sò dương hoặc là sò hai cồi sò gì. Con luôn đậu đi thôi. Hai cồi đi ha. Hai cồi. Mà hôm nay sò dương cồ nướng ngon. Ờ, lấy dĩa đó đi. Nhiều quá có chừng ăn hết nha. Rồi ấy dạ. Vậy đi chứ mắc vậy đi rồi ăn đúng hết rồi kêu ăn hết rồi. Mấy món rồi? 4 món, 5 món nữa. Rồi, mấy lon. Rồi. Đó là chị thử lon cho. Tôm thì không ăn rồi. Ừ. Lấy 3 lon. Thôi lấy 1 lon được rồi ăn cho nhiều. Đâu thử coi có mềm không, mềm thì kêu thêm. Này có hấp không hay là bỏ cái cục kia vô nó chín đây. Hả? À, đậu phụng này hấp hay là luôn nấu. Vậy là mình bắt mấy con rồi mình. À ghẻ hả? Dạ. Mấy con ký? Dạ, 5 con đi. Là tầm 4 con. Con một ký. À, rồi lấy 4 con. Dạ dạ. 4 con ký. Mấy lon vậy? Dạ, 3 lon đi. Đây. Có tiền rẻ không kìa. Đây em có tiền. Cho cháu hỏi mình có uống gì không? Uống bia Ken. Ken. Dạ, hôm nay bên con chỉ có Ken bạc lùng. Bạc lùng. Với lại Coca-Cola. Dạ rồi. Uống Coca hay nước suối? Nước suối đi. Có 2 chai nước suối. Bia mình có lắc xe không? Đúng rồi. Lắc xe luôn. Lắc hết một thùng. Lắc hết trả lại được không? Dạ, lắc hết thì không trả được. Thì lấy đá đi được rồi. Lấy đá đi. Tại vì lấy thùng lấy đá này tại vì uống ít. Ở đây bia mà anh kêu lắc xe á là phải uống hết cái thùng đó. À. Uống không hết thì đem về. Đây. Trả lại quán không cho. Ồ. Ừ. Hôm nay đông ghê chứ hả? Quá đông. Quán đông. Ôi gió mát ha. Mà quán này ở đây ăn ngon lắm. Nên nó ít có sơ bộ. Đó cái khu vực cấm là ở ngoài kia. Ừ. À. Biển đây trong lắm. Ai ưng chơi ưng ở lại thì tối ngủ lại đó. Ừ. Đó có khách sạn. Dạ. Yeah. Em đi công việc về xong xuôi bây giờ anh em ghé đi ăn trưa các bạn. Ở đây ngay biển Hồ Tràm nè. Họ cũng có bán seafood đồ ăn ở đây nhiều ghê. Đầy đủ các loại. Wow. Tôm, cua, ghẹ. Đầy đủ. Hôm nay Bình Huỳnh đi ăn đi chơi với các em đi làm việc đó các bạn. Rồi sáng dịp mình về ghé Hồ Tràm. Anh em ghé đi ăn trưa. Sáng dịp phải Bình Huỳnh ghi lại hình ảnh ở biển cho mọi người xem nha. Bà con đang tắm biển kìa. Việt Nam mình thấy hầu như đi đến đâu bà con cũng đi chơi cả nha. Ừ. Khung cảnh ở đây rất là nhộn nhịp. Bà con đi đi chơi nghĩ cái gia đình đó. Ở đây mình thấy đi theo gia đình của mình. Vui, cả nhà thấy vui không? Quá vui các bạn ha. Đẹp quá anh Nam ạ. Đẹp.
Vô đi ngồi luôn đi mà. Thấy hai vợ chồng hai giờ chở cái đứa nhỏ ra đây chơi không? Có, lâu lâu em mới chở ra đây. Ừ. Ừ. Ở đây nó im lặng hơn không? Ừ. Cảnh nó thoải mái, lấy cái phòng nữa ở đây chơi. Chơi xong chiều về. Cũng cái kiểu bình dân anh. Cho nên người ta cũng dễ chơi. Bây giờ tụi em làm biến đi xa lắm, đi đâu cũng biển, chạy vòng vòng ra đây gần tiếng mấy đồng hồ. Từ nhà mình ra đây tiếng mấy. Nước đây nó không trong nữa. Tới chiều về. Nước trong. Cái anh Năm đi luôn á chứ ha. Đúng rồi. Cái đâu có tính trước đâu hết Năm. Đâu đi chơi đâu đi làm mà. Sáng đi làm. Thấy cô Duyên nhà ta đang mặc đồ đi làm. Dạ. Rất là bình dân anh em, bình dân lắm cả ơi. Sáng đi vô trang trại đi làm. Sẵn ghé đây luôn. Mua đồ. Để sẵn là chợ anh Năm đi vòng vòng đi ăn sáng cái đi luôn chứ. Đúng rồi. Thấy bà con này là từ phương xa đến đây, Sài Gòn. Đâu người ta tới đi không? Không. À, nghêu hả? Con gì hay ngồi đó. À, ngao hay ngồi. Đây, bạch tuộc. Cơm chiên. À. Người ta đang lên món từ từ. Đang lên từ từ. Này, nhìn hấp dẫn ha. Ừ. Hấp dẫn thôi chứ biết ngon hay dở ăn rồi mới biết. Không, quán này ngon, bao ngon. Ngon không? Anh ăn rồi hả? Ăn rồi, nghĩ ra lên bên Hồ Tràm là ok. Rồi. Rồi vô mời đi. Cả nhà nha. Cái này chín mới ăn được cái đúng không? Cho rau vô ăn thêm không? Cho rau vô luôn. Ăn khó 10 ngàn. Rồi bỏ nó đi. Buộc ngồi chân đi. Ngon. Ngon. Tươi sống mà, vô thôi. Dạ. Ăn những miếng tươi là ngon. Tươi là ngon ha. Wow. Được hấp dẫn không? Bạch tuộc tươi sống luôn ha. Ừ. Bạch tuộc. Wow. Dẫn không? Ừ. Ăn không vậy anh? Hay là ăn không vậy? Chấm nước mắm này, muối tiêu, ăn chấm gì đó tao chấm. Rất là ngon. Cái này hình như tao nấu với mẹ đúng không? Nấu mẹ, cái này nấu mẹ. Còn tươi quá, này tươi. Ui, rõ chứ không? À, ừ. Đúng tươi luôn. Cái này trong kia em thấy nó còn bơi luôn à. Đúng rồi. Anh bỏ cho nè, ăn nha. Ăn cơm. Ăn nguyên con này luôn nha, chứ đừng có xé ra làm chi. Đó. Nước giờ có chai miếng nước chưa? Năm con chứ mấy hả? Nắp đó của này. Dạ. Ăn gì nữa mà ăn gì nữa kêu thêm. Quá trời quá trời được quá trời mấy con nha. Ghẹ nè, ghẹ nè. Đó. Đó, cá này nướng luôn ăn như khoai lang vậy á. Để hả? Ờ à, như khoai lang nướng á. Ừ. À, cái bằng cá đục. Em ra biển làm ghiền nhất cái món này. Ờ. Thì ghẹ xanh tươi mà. Rồi bỏ ghẹ bên kia đi ăn. Ừ. Quá tươi luôn. Đây. Rồi bây giờ anh em ăn trưa xong bắt đầu ra đường đi đường anh em đi về nhà. Đường đi về nhà đây, đi về đi đường này để đi đường khác. Hồi nãy là mình đi đường cao tốc, bây giờ mình về lại cái đường sông Ray á. Ờ dạ, phương Tây à. Đi qua Bầu Lâm về sông Ray. Đúng là anh em mình chơi ở Bình Tuy phải không? Đúng rồi. Sao mình đổi ý mình đi vòng về Hồ Tràm hả? À, đi vòng về cho anh biết cái đường đó, giờ nó làm anh thấy khác lắm. Khác ghê. À. Cũng vẫn phải nói Việt Nam thì bây giờ cái hàng cây này trồng quá đẹp luôn, cây đẹp luôn. À, đi đường cái Bầu Lâm đây. À. À. Từ đây về nhà mình là bao nhiêu em? Bao nhiêu xa chứ? Cái chừng tiếng rưỡi. À. Cái tiếng rưỡi rồi hả? Dạ, hơn tiếng xíu, cỡ 5-6 cây. Bây giờ phải đi đúng tốc độ, chứ không có đi quá tốc độ được. Chạy đúng đàng hoàng á, thì có tiếng mấy. Với lại Việt Nam mình là bây giờ cái là ta thấy là, anh thấy rồi nào?
là ai cũng đều chấp hành luật lệ giao thông nha. Đúng rồi, chấp tài xế là không được uống bia không rồi. Đó hay. Cái này thấy nó bắt căng quá. Việt Nam không dám uống đâu. Vậy mà hai anh đỡ tai nạn. Đỡ tai nạn hẳn luôn á. Giảm chắc phải cái 50%. 50%. Hồi xưa là mỗi lần thấy lễ lộc là thấy Việt Nam là tai nạn dữ không? Dạ. Bây giờ giảm tai nạn. Nhất là đám cưới á, đám cưới ra uống bia xong chạy dữ lắm. Giờ ta đâu có dám. Đây vui quá cả nhà. Đi vòng với lại hai em của mình đây. Thầy Hoàng là cháu rồi Thơ là trợ lý của chú Mười. Đi đâu cũng vẫn đi theo. Chắc có lẽ là Thơ với lại chú Mười cũng là học đi lớp. Chung nhau. Lớp hả? Học chung lớp luôn. Em đi đâu có nhau vậy cũng vui ha. Thơ đó là học giỏi lắm, môn đá banh nữa ngon. Hỏi mày giỏi môn đá banh à? Mày thì cái lúc đi bộ đội cái trung đoàn nhận lên luôn. Rồi ở trung đoàn nhân sư đá bóng lúc về luôn. Đội đá bóng luôn anh năm. Là mới đi bộ đội nữa. Nó đi lính. Đi lính hay đi bộ đội đâu mà. Điều rồi khắc cái lính hả? Giờ hôm bữa đá anh hai đội tiện công ty Thiên Kim Sắt em với lại Mỹ Dung Văn Thơ có đá không ta? Có đá chập cái chạy cái trèo cái đá chập cái chân đó nghỉ rồi đó. Chút vô tay hôm, hôm bữa có hai công ty vợ công ty chồng lọt thành hai đội banh chứ bộ. chiều lại là thi đấu. Cơ khí với lại bốc sắt. Chiều nay thao binh là làm sân bóng lại rồi, xịt tưới tắm cỏ rồi ngon lành. Sân bóng thao binh giờ ngon á. Vui làm sân này lại là ngon lành á ha, cho đó chơi vui sân thiên nhiên từ xưa giờ luôn á năm ngày dạ. Xưa mấy cái khu vực này là thấy ra nhà cửa đồ nhà thanh chất lá phòng chú ra chứ đúng rồi xưa. Bây giờ thấy không đường xá đâu đẹp ghê không mọi chỗ mọi nơi ha thôi bây giờ nè Bình Thuận đi về nhà các bạn ơi. Video đến đây Bình Thuận xin kết thúc ở đây rồi. Thôi xin chào và tạm biệt các bạn nha. Xin hẹn gặp lại video kỳ tới. Bye bye. Xin chào.